Harry Won mặc váy ngắn bị fan sàm sỡ ngay trên sân khấu. Trấn Thành nhìn tối cả mắt. Harry Won bị sàm sỡ ngay trên sân khấu. Khán giả ở dưới cũng phản ứng rầm rầm. Trấn Thành xem xong cũng phải nhột. Chuyện gặp sự cố trên sân khấu đối với các nghệ sĩ nói chung và nghệ sĩ Việt nói riêng là chuyện quá đỗi bình thường trong showbiz. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng đến đâu còn phụ thuộc vào độ cuồng của khán giả. Ví dụ như Harry Won thì cũng vẫn may mắn khi những người hâm mộ của cô chưa đến nỗi quá khích. Đáng nhớ nhất trong những lần gặp sự cố trên sân khấu của nữ ca sĩ Hàn Quốc phải kể đến một sự kiện năm 2015 khi cô đang diễn hăng say thì bị một fan nam múa phụ họa đã ôm chầm lấy khiến Harry Won giật mình hốt hoảng. Nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và biểu diễn như thường. Harry Won biểu diễn trên sân khấu, fan nam này nhảy phụ họa bất ngờ tiến gần và ôm Harry Won. Nữ ca sĩ giật thót tim. Tuy nhiên cô nhanh chóng lấy được bình tĩnh và biểu diễn trở lại. Fan nam mặc áo đỏ vẫn diễn phụ họa như bình thường. Trước đó nữ ca sĩ còn bị trát bánh kem kín mặt vào đầu. May mắn cô đã được ông xã Trấn Thành giải cứu và đưa vào trong cánh gà. Một lần khác lúc chưa yêu Harry và Trấn Thành có diễn chung trong Ơn Rời Cậu Đây Rồi, lúc Trấn Thành bế Harry Won đã khiến cô vô tình bị lộ hàng. Harry Won nhanh tay che lại, không thì đã phê hết ra trước máy quay. Còn sự cố nội y với Harry Won thì rất nhiều lần bởi các động tác nhảy sung rất dễ lộ. Tuy nhiên để ăn chắc thì Harry đã mặc sẵn quần nội y kín đáo bên trong nên chưa bao giờ bị phản cảm. Phải công nhận bà xã của Trấn Thành quá cao tay. Thế này có nhảy tung nóc cũng chẳng bao giờ bị lộ chỗ hiểm. Mỗi lần mặc váy ngắn là Harry có biện pháp để phòng luôn rồi. Thấy Nhã Phương mặc hở, Nhan Phúc Vinh gây choáng với hành động bất ngờ, Trường Giang làm thế này còn ngỡ ngàng hơn. Hành động vô cùng phong độ là cởi áo khoác ngoài đưa cho người đẹp. Công chúng không khỏi đổ gục trước cử chỉ lịch thiệp của mỹ nam màn ảnh, mà còn càng thêm hoài nghi về mối quan hệ trên mức bạn bè của cặp đôi. Scandal của Trường Giang chưa kịp hạ nhiệt, Nhã Phương lại tiếp tục vướng phải tin đồn tình cảm với Nhan Phúc Vinh. Mới đây, người đẹp tuổi thanh xuân và nam thần đạo của dân ngụ cư lại tỏ ra khá thân thiết tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2017. Tại sự kiện, Nhã Phương ngồi cạnh Nhan Phúc Vinh, ban đầu cả hai còn e dè, giữ khoảng cách, nhưng một lúc sau lại thể hiện rõ sự quan tâm lẫn nhau. Cụ thể, khi thấy Nhã Phương mặc đầm mỏng, hở toàn bộ lưng, Nhan Phúc Vinh sợ rằng mỹ nhân chính ít bị lạnh, nên đã có hành động vô cùng phong độ là cởi áo khoác ngoài đưa cho người đẹp. Công chúng không khỏi đổ gục trước cử chỉ lịch thiệp của mỹ nam màn ảnh, mà còn càng thêm hoài nghi về mối quan hệ trên mức bạn bè của cả hai. Nhan Phúc Vinh để lộ khoảnh khắc nhìn Nhã Phương say đắm khi được xếp ngồi cạnh nhau trong lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2018 vừa qua. Ban đầu cả hai còn giữ khoảng cách, nhưng sau đó dần trở nên thân thiết, không ngừng chuyện trò. Nhã Phương còn bộc lộ rõ thích thú trước câu chuyện của tài tử điển trai, liên tục lấy tay che miệng cười. Khi thấy Nhã Phương lạnh, khi diện váy hở hết lưng, phải quàng tay qua người cho đỡ rét, Nhan Phúc Vinh đã có hành động vô cùng lịch thiệp là cởi áo khoác ngoài. Sau đó, nam diễn viên đưa áo khoác cho Nhã Phương, ngụ ý dùng áo của anh khoác hờ cho đỡ lạnh. Trước hành động phong độ của Nhan Phúc Vinh, Nhã Phương không khỏi bất ngờ, bật cười rạng rỡ vì cảm kích. Nhã Phương không từ chối ý tốt của Nhan Phúc Vinh, vui vẻ đón nhận áo của đồng nghiệp để tránh bị cảm lạnh. Chỉ là đồng nghiệp song Nhan Phúc Vinh lại có hành động đẹp với Nhã Phương, trong khi Trường Giang khi sánh đôi cùng bạn gái lại không chú ý tới điểm này. Trước đây không ít lần Nhã Phương cũng mặc gợi cảm đi cùng Trường Giang, song danh hài chưa từng để tâm đến tiểu tiết để có cơ hội thể hiện phong độ như Nhan Phúc Vinh từng làm. Để tạo đồ đôi với Trường Giang, Nhã Phương đã ưu tiên chiếc áo hai dây cổ trễ, hở sâu đến mức vừa đi phải dùng tay giữ, kẻo để lộ khoảnh khắc kém duyên. Tuy nhiên, ngay cả khi người đẹp phải cúi mình, suýt để lộ ngực, Trường Giang vẫn không hề có phản ứng che chắn giúp bạn gái. Trên bàn tiệc, Nhã Phương liên tục phải lấy tay giữ áo, còn bạn trai thì tỏ ra khá thờ ơ, chú tâm vào điện thoại. Nhiều người cho rằng Trường Giang không ga lăng, nhưng cũng có người bên vực thần tượng rằng do danh hài không mặc áo khoác nên lấy gì để ra cởi. Báo tiếp tục triệu hồi khoảnh khắc thảm đỏ của cặp đôi khi Trường Giang mặc vest bảnh bao và Nhã Phương diện đầm trễ vai gợi cảm. Nếu Nhan Phúc Vinh tinh tế khi cởi áo giúp đồng nghiệp che chắn, cho vừa đỡ lạnh tránh được cảnh kém duyên, Trường Giang là bạn trai danh tính ngôn thuận lại không chú ý đến tiểu tiết này. Ngay cả khi Nhã Phương nép mình vào người thế này, Trường Giang vẫn không nỡ cởi áo khoác ngoài để choàng cho bạn gái. Tuy nhiên, fan lại cho rằng đây là điều bình thường bởi bộ đầm của Nhã Phương cũng chẳng hở đến mức cần che lại.
Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh yêu nhau, những ai sẽ ủng hộ? Showbiz không thiếu những cặp đôi đình đám, nhưng nếu Nhã Phương đến với Nhan Phúc Vinh, mọi đối thủ sẽ phải e dè. Dù cả Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh đều một mực phủ nhận nghi án tình cảm, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc dư luận thỏa sức để trí tưởng tượng của mình bay bổng. Hành động ga lăng cởi áo khoác đưa Nhã Phương khoác khi trời lạnh của chàng soái ca lập tức trở thành tâm điểm của rất nhiều những bàn luận và dự đoán. Kỳ lạ hơn, có vẻ như rất nhiều người đang cảm thấy hào hứng trước viễn cảnh Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh thành cặp đôi trong showbiz. Và giả sử nếu những dự đoán đồn đại của cư dân mạng trở thành sự thật, thì liệu điều gì sẽ xảy ra với cặp đôi này và người hâm mộ sẽ đón nhận mọi thứ ra sao? Đây có lẽ sẽ là phản ứng của phần đông người hâm mộ, bởi sau vụ ồn ào tình ái của Trường Giang, số lượng người phản đối Nhã Phương tiếp tục làm bạn gái chàng danh hài đã lên tới một con số khổng lồ. Ngoài việc phẫn nộ trước thói trăng hoa của Trường Giang, người ta còn cảm thấy tội nghiệp và xót xa cho Nhã Phương khi mà cô diễn viên xinh đẹp phải chịu thiệt thòi hết lần này sang lần khác. Bên cạnh đó, ý muốn trừng phạt hoặc cho Trường Giang một bài học để đời cũng là mong muốn chung cho đông đảo khán giả, những người từng theo dõi chuyện tình của họ suốt thời gian qua. Đặc biệt là các chị em đã có sẵn ác cảm với ngôi sao làng hài sau những ồn ào tệ hại, họ sẽ ủng hộ cả hai tay việc Nhã Phương có một tình yêu mới đẹp đẽ hơn và hạnh phúc hơn. Kết hợp tất cả những lý do trên sẽ chẳng bất ngờ nếu như quyết định chia tay Trường Giang và tiến tới một chàng soái ca xứng đáng, sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông thay vì trách móc hay tiếc nuối. Và đặt trường hợp người mới của cô là Nhan Phúc Vinh, những ủng hộ có lẽ sẽ còn nhiều hơn gấp bội. Bởi ít nhất khi sánh bước bên cạnh Nhã Phương, chàng diễn viên kim siêu mẫu kia xứng đôi hơn hẳn so với người cũ về mặt ngoại hình, cũng như thiện cảm từ người hâm mộ. Không chỉ đẹp trai và điềm đạm, Nhan Phúc Vinh còn để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ về một mẫu nghệ sĩ ít ồn ào, tài năng và khá thành công. Đặt cạnh Nhã Phương, họ hoàn toàn có khả năng trở thành một cặp đôi siêu đẹp của làng giải trí. Showbiz không thiếu những cặp đôi đình đám, nhưng nếu Nhã Phương đến với Nhan Phúc Vinh, mọi đối thủ sẽ phải e dè, bởi không chỉ sở hữu vẻ ngoài xuất sắc, cả hai còn thuộc tiếp diễn viên tài năng có cỡ của màn bạc Việt. Quan trọng hơn, sau tất cả những ồn ào, đồn đoán được cả showbiz quan tâm, sự kết đôi của họ sẽ tạo ra một cơn địa chấn. Nếu nó trở thành sự thật, một bệ phóng không thể tuyệt vời hơn đang chờ đợi họ, tất nhiên là với điều kiện họ phải trở thành một cặp đôi trước đã. Cứ thử tưởng tượng một game show hay một bộ phim có sự góp mặt của cặp đôi mới này sẽ có bao nhiêu khán giả quan tâm và phấn khích. Chỉ một hành động nho nhỏ của Nhan Phúc Vinh khi cởi áo đưa cho Nhã Phương cũng đủ khiến cho dư luận rần rần, thì điều gì sẽ xảy ra nếu những thứ ngôn tình hơn xuất hiện? Bên cạnh đó, ngoại hình quá xứng đôi của họ cũng hoàn toàn có thể trở thành một biểu tượng mới của làng giải trí, chứ không chỉ riêng điện ảnh. Công bằng mà nói, nếu họ đến với nhau thật sự, sẽ hiếm có cặp đôi nào trong showbiz có thể cạnh tranh cả về ngoại hình cũng như tài năng và sức hút. Và gần như chắc chắn họ sẽ chiếm sóng truyền thông một cách dễ dàng nếu muốn, bởi cả hai đều là những tài năng diễn xuất. Cái kết có hậu và cả tiếng chuông cảnh tỉnh cho làng giải trí. Nếu chuyện nên duyên của Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh có thể được coi là cái kết có hậu dành cho cô diễn viên xinh đẹp sau những thiệt thòi, thì ở một góc độ khác, câu chuyện còn mang tới nhiều bài học đáng giá không chỉ cho những ngôi sao. Những chàng trai sẽ phải biết cách yêu thương và trân trọng người đàn bà của mình hơn, nếu như không muốn cay đắng nhìn họ sánh bước cùng người khác sau những sai lầm mình mắc phải. Còn các cô gái, họ cũng có thể lạc quan tin tưởng vào chuyện cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra sáng lạng hơn, rực rỡ hơn. Như Nhã Phương chẳng hạn, không phải sau những cay đắng tình yêu, cô đã gặp hẳn một chàng trai chuẩn soái ca, không chỉ mét tám sáu múi mà còn có thừa sự ân cần chăm sóc đó sao? Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thiết. Cặp đôi phá đạo showbiz hay cái kết như phim dành cho nữ chính Nhã Phương vẫn chỉ nằm trong dự đoán, bởi tình yêu vốn là thứ không thể nào biết trước hay tính toán. Rất có thể họ sẽ vẫn chỉ là những người bạn bình thường như họ từng chia sẻ, nhưng biết đâu đấy, một bất ngờ lớn đang chờ đón người hâm mộ ở tương lai. Câu trả lời chính xác chỉ có họ và thời gian có thể đưa ra, còn người hâm mộ vẫn chỉ có thể đợi chờ và tưởng tượng như cách bài viết này dự đoán. Xôn xao tin ca sĩ Phương Thanh sắp cưới ở tuổi 45. Vì quá bận rộn chuẩn bị cho việc trọng đại, đặc biệt là đặt may áo cưới, Phương Thanh bị nghi sắp làm đám cưới. Thời gian gần đây, người theo dõi Phương Thanh biết cô rất bận rộn. Sáng ngày 16 tháng 4, nữ ca sĩ đăng ảnh một chiếc hài được thiết kế tinh xảo, chạm trổ cầu kỳ cùng chia sẻ ẩn ý. Tròn 5 năm, thế là xong từ gót chân đến thượng đỉnh, em chuẩn bị làm chuyện trọng đại. May sẽ che chở cho bí mật của em.
Rất nhiều người quen cố gắng hỏi, nhưng Phương Thanh đều khéo léo nói lảng đi. Theo một nguồn tin của báo, Phương Thanh đã đặt may 4 bộ đồ của một nhà thiết kế trong nước, trong đó có một bộ áo dài cô dâu. Sự bận rộn và lấp lửng của Phương Thanh khiến khán giả nghi cô đang chuẩn bị cho lễ cưới. Báo đã liên hệ với Phương Thanh để xác thực thông tin. Nữ ca sĩ cười lớn, không phải 3 bộ mà là 30 bộ, nhưng giờ tôi không chia sẻ được, tôi phải giữ bí mật, khi nào làm tôi nhất định sẽ thông báo. Mới đây nhất, Phương Thanh vừa live stream sau khi trở về từ Trường Sa. Nữ ca sĩ trong lúc ăn đã tranh thủ trò chuyện cùng người hâm mộ. Cuối clip live stream, Phương Thanh lấp lửng, trong cuộc đời có nhiều chuyện trọng đại, chứ không phải mỗi một chuyện. Cô còn nhắc đến người quen lo chiếc áo cưới đuôi dài 10 mét cho mình.